Dạ hello anh chị, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Một buổi sáng đẹp trời là bên công ty Salon Ô Tô miền Nam em về rất là nhiều xe. Vừa về tiếp tục thêm một con Isuzu Highlander sản xuất năm 2005, số tự động, xe có turbo anh chị nha. Đây là đồng sơn thân vỏ của em nó nè. Vừa mới về xong bằng một cái áo màu đen, bốn vỏ còn rất mới, bốn vỏ còn được 70%, mâm đúc nguyên bản theo xe. Đây là dòng xe bánh bánh treo anh chị nha. Cụm đèn nguyên bản theo xe nè. Trần Anh còn một con 205, một con hai con 205 luôn. Một con bản số 74 đây em đang đăng clip nè. 03289. Biểu tượng của bánh treo của con Isuzu nha. Cụm đèn nguyên zin. Cản là cản phía sau là nguyên bản theo xe anh chị nha. Bốn vỏ nè, mới tinh nè anh chị coi, là bốn vỏ nè. Gầm bề là không có xíu mục mọt luôn anh chị coi, phần gầm nè. Đó, phần gầm á. Nội thất đẹp anh chị ạ. Mua về là chạy thôi. Từ phần tắp y cửa nè. Số tự động, dòng này là có turbo anh chị nha. Đó, phong dáng được của em ở đây. Bằng một cái áo màu đen. Xe đang trong tình trạng bụi lắm. Đưa qua bên công nghệ xử lý làm đẹp toàn diện cho con xe này nha. Đó, dàn lạnh là nguyên bản tàu xe à. Trần là trần nỉ anh chị nha. Đây là bề gác chân nè. Bề gác chân là nguyên viên tàu xe nè. Em là về rất là nhiều xe anh chị ạ. Trần Anh vừa về con Honda Accord nữa, hàng nhập nữa. Đây là Honda Accord anh chị, hàng nhập đó. Camry đồng thời dạng giảm giá nữa, Trần Anh giảm giá hàng loạt cho toàn thể tất cả bà con cô bác luôn. Bốn vỏ đẹp như nhau anh chị nha. Bốn vỏ nè. Vỏ Maxxis là chữ nổi nè anh chị thấy không? Đó, Maxxis chữ nổi luôn nhé. Gầm bề phía trong nè. Không có một xíu là mục mọt trên con xe. Về anh chị. Em về hả? Đây là tài xế vừa mới giao xe về cho em xong nè. Đi cả đêm hôm qua luôn á, không về đó. Đó, phong dáng của Isuzu đây. Hai cụm đèn trước rất là mới. Xe có một hai chỗ nó bị chầy nhẹ lớp sơn bên ngoài thôi, không ảnh hưởng. Mâm nè, mâm đúc nè, bốn vỏ là mới tinh luôn. Gầm bề ở trong là không có một xíu mục mọt anh chị ạ. Đó, chị thấy phần gầm chưa? Đây là nội thất nè. Đó, từ phần tắp bi cửa rất là đẹp nha. Đó, tắp bi cửa nè. Máy dầu, máy 2.5. Con này chắc tầm cỡ 6 lít dầu thôi. 6 lít dầu trên 100 km thôi. 6 đến 7 lít. Vì số tự động nó phải uống hơn số sàn tầm khoảng 1 lít nha. Nó có thoải mái cho nó 7 lít dầu trên 100 km đi. Chạy phà phà luôn. Cực chất, cực đẹp. Bên em là không có bán xe lỗi anh chị nha. Bán xe bên em đồng thời Trần Anh cam kết với toàn thể tất cả các bà con cô bác, máy móc, những xe em bán ra bảo hành máy móc cho bà con cô bác trên 1 năm nha. Từ dòng xe đời cỏ đến dòng xe đời cao, đó là Trần Anh nói. Người nhiều khi người ta nói hay nói tài mà chưa chắc người ta đã làm được đâu anh chị. Nói cho có để bán xe cho anh chị là xong nha. Đó, phong dáng con Isuzu nè. Bên em đi mua xe có rất là nhiều thứ, thợ máy rồi đi, thợ máy, thợ đồng sơn rồi đi anh chị nha. Nên lựa một con xe về rất là chất luôn. Về là anh chị chỉ việc leo lên chạy. Ngoài ra máy móc anh chị không phải đụng chạm hơn bất cứ một khoản gì hết. Đây là phần cửa nè. Đây là phần những phần tắp bi của em nó nè. Nguyên rim từ anh Z luôn, keo chỉ đó anh chị coi nè. Không mất phần nào những sóng lường nha. Đó, những cái sóng lường gân dập nguyên bản nó sản xuất nè. Đây là trải nghiệm cùng với Trần Anh phần nội thất của Isuzu nhé. Đó, đề nhẹ phát nổ rồi nè. Số tự động anh chị nha. Anh chị thấy số tự động không? B là đầu đổ, R lui, N là mo, D2, DNL là chế độ số khỏe nha. Đây nè, đây có giảm tốc độ xe đó nè. Khi anh chị chạy xuống giống chị bóp này thôi nha. Đầy đủ hết trên con xe rồi, trang bị màn hình. Mọi thứ chức năng hoạt động, máy lạnh đang mở nè. Máy lạnh nè. Đó, máy lạnh đang mở, mở phải có lạnh rồi anh chị ạ. Nguyên bản riêng từ anh Z, phần tắp lô. Tắp lô trên con xe nè. Đó, chị nhìn những cái vân gai nè. Không có dư là chém đục, hoang đục, trợ lực lái rất là nhẹ anh chị nha. Trợ lực nè, ngồi một chỗ xe vô lăng. Đèn còi rất là nhạy. 612.493 km. Đó là số km thật của con Isuzu Highlander. Đây anh chị ạ, à, phần tắp bi. Tắp bi bên tài nè anh chị. Coi rin chưa? Đó, bản số 67. Tắp lô nè. Rin hết con số, những cái vân gai trên con số nè anh chị coi nè. Mua về là chạy thôi. Mọi thứ chức năng đang hoạt động nhé. Đây là quẹt phía sau nè.
Đó, anh chị coi nè, chị thấy không, quẹt trước hoặc sau còn neo hoạt động hết nhé. Nó mua về là chạy hơi rất là nhạy. Đây nè, bấm nút nó có chế độ nè, on off nè, tắt nè, mở nè. Đó, anh chị thấy chưa, tắt nè, mở nè, rất là ok luôn, chạy cực bốc, máy cực êm nhé. Ê, test với Trường Anh nè. Đó, phong dáng của con Isuzu đó, qua thời gian năm tháng nó có chóc cái lớp semi nè, nó chóc một tí xíu thôi nha anh chị nha, cái này cũng không ảnh hưởng đâu, nó chóc có một xíu thôi, mạc tem là nguyên bản con xe nè, sơn rin vẫn còn trên con xe rất là đẹp nhé. Bề các chân nè, đó là từ phần bề các chân rin hết anh chị ạ. 4-5 cánh cửa là phủ toàn bộ chống nóng hết rồi, pin kích nhiệt chống nóng hết rồi, máy nổ cực êm luôn. Hai cụm đèn mới tinh, bản số 74A03289 đây nè. Anh chị coi đồ rin nhé, trước tiên lắp carbo nè, chị coi mạc tem nè, mạc tem như lắp carbo nè, và rin đét luôn chị, thấy chưa. Đó, con này có turbo nè, máy đang hoạt động nè, đây là cùng turbo K2500 turbo anh chị nhá. Turbo này có nhiệm vụ đóng gió và mở gió toàn diện để tăng lực đẩy của xi lanh trên con xe nhé, làm cho em nói chạy bốc hơn và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn nữa so với những dòng xe không có turbo anh chị nhé. Máy dầu là có turbo chạy cực sướng luôn. Đây là những sóng lường nè, không có dấu hiệu là tác động tuần qua anh chị ạ. Sóng dằn nè, đó sóng dằn nguyên con nè anh chị, con là mạc tem nè, rin hết, mua về là chạy thôi, ngoài ra không có làm bất cứ một khoản gì nhá. Đó chị thấy sóng lường không, đây là mạc tem hộp cầu trì chỉ dẫn nguyên bản luôn, bình rất là mới. Đây là trên nắp capo nè, keo chỉ là không nút phân nào luôn chị ạ, nỉ cách nhiệt còn rin nguyên theo nhà sản xuất nhá, máy móc nổ cực chất luôn nè. Đây chừng anh test phần máy cho anh chị coi nhá. Máy nổ rất là chất luôn, xe đang hoạt động. Đây là turbo, turbo lấy gió nè, turbo lấy gió và đóng gió toàn diện đây nè. Đây là nguyên một cục turbo đây anh chị ạ. À, đó chị thấy không, xe ok lắm, máy lạnh mở cái có lạnh rồi nè, mở đường dắt nó lạnh, lạnh mát luôn rồi. Nãy ơi, nãy cách nhiệt là không có dấu hiệu là bị mục vọt nhá, nó rin hết từ anh dép luôn. Thì anh test con này có độ hơi không? Đây là cũng quá. Đây là xe không có xíu độ hơi nè. Đó chị thấy xe không? Xe nè không có một xíu độ hơi luôn nhá, rất là chất, mua là chạy thôi. Đó là phong dáng của con Isuzu Highlander đó. Em nó sản xuất năm 2005. Đồng sơn đẹp, thân vỏ đẹp. Có một hai chỗ là hơi xấu. Đây nè, có một hai chỗ hơi chóc sơn là mấy chỗ này thì để chân anh dặm cho nhé. Có một hai chỗ hơi chóc sơn như đây nè, thì hơi xấu nè, chỗ này nè. Đó, mấy chỗ này thì để chân anh xử lý toàn bộ cho anh chị nhé. Anh chị thích số tự động thì chân anh cũng đáp ứng được cho anh chị. Và anh chị thích số sàn thì chân anh vẫn có. Em có một con số sàn đời 2005 Isuzu và một con đời 2005 số tự động cũng Isuzu Highlander luôn, một con không turbo và một con turbo anh chị nhé. Từ đời 2004 qua đời 2005 số tự động là có turbo hết toàn diện rồi nha anh chị nhé. Đó phong dáng nè, đẹp chưa, rất là liền lạc luôn. Cốp sau là không có dấu hiệu là tác động tông ve anh chị nhé. Đây là phần cốp sau nè anh chị ạ. Đó, cốp sau là nguyên bản nó xe hết nè, rin toàn tập luôn, keo chỉ là không mất phân nào luôn. Xử lý qua công nghệ làm đẹp, em nó sẽ trở nên xinh đẹp và lộng lẫy ngay anh chị nhé. Là ron nè, bung cái ron ra luôn nè. Đó, xe chất xe đây nè, chị coi nè. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý nhé.
keo chỉ trong nách nè anh chị coi nè, ở phần keo chỉ nè, đó riêng nguyên nha, không dưới là đâm ve cứng đục như con xe đâu, xe máy nổ cực chất luôn, đó chất lóng cửa rất là liền. Hai ngày nữa em này sẽ trở nên rất là đẹp nha anh chị nhá. Ở phòng dán của Isuzu đây. Đây à. Đầm bề nè. Dễ đầm bề không? Đầm bề của em đó nè. Mới tinh. Không có một xíu mục mọt luôn. Anh chị thấy mới chưa? Đầm bề mới chết à. Đó, không có một tí mục mọt nhé. Đó là phần gầm của xe nè. Đẹp len keng luôn. Máy chạy cực sướng. Trải nghiệm cùng với Trường Anh đi thử một vòng nhé. Đây nè. Em bắt đầu vô số nè. Bóp lại nè anh chị, cái này lại nha. Bóp nè. D nè. D là chạy được nha, bắt đầu xe bắt đầu lăn bánh rồi anh chị ạ. Đó, đây là turbo đây. Sướng chưa? Xe đang hoạt động nè. Đấy, những ghe chạy là cực sướng luôn. Máy nổ rất là êm ái chị nha. Êm lắm. Anh chị ạ. Đó, đẹp là lên nè. Rất là chất. Dòng xe số tự động thì chạy rất là tiện anh chị nha, rất là tiện lợi luôn. Anh chị chỉ cần cài số là anh chị chạy thôi, ngoài ra anh chị không phải làm hay bất cứ một khoản nữa. Tất cả các thời gian trên đây nè, hai bên kính nè, tầm nhìn rất là xa. Đó chị không, tầm nhìn từ kính này qua kính này rất là xa, kể cả gương nữa nhá. Đó siêu đẹp luôn, đây nè Trường Anh về quá trời xe cỏ nè. Xíu Trường Anh đăng cho anh chị coi nè, xe cỏ nhiều lắm, bạc ngàn là xe nhá. Đó, mọi thứ chức năng trên hoạt động trên xe vẫn đang rất là ổn định luôn. Mua về là chạy. Ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì nè. Ấy, đẹp một phát là xịt luôn. Đó, trải nghiệm một vòng rồi đó anh chị. Từ phần tắp lô, nội thất, máy móc, chạy cực sướng. Đó, chị thấy máy đang hoạt động không? À, anh chị thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Xe vừa về nha, đang dọn. Isuzu Highlander. Dòng xe thương hiệu anh chị nha. Đó, một lần nữa anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.